Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Công Thương Long An tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai phục vụ Tết Giáp Thìn tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đã có kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau, đồng thời duy trì hiệu quả nhiều chương trình kích cầu mua sắm nhằm đem lại sự hài lòng trong phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng. Thì năm nào cũng vậy, cái thực phẩm thiết yếu chúng tôi bình ổn trước Tết, ngay Tết và sau Tết. Thì cái lượng sản xuất năm nay á, là chúng tôi đưa ra nhiều cái dòng sản phẩm để cho người tiêu dùng lựa chọn, và chúng tôi bán giá giảm hơn giá thị trường từ 10 tới 20%. Thì công ty cũng đã dự trù một cái nguồn hàng khoảng 1.000 tấn cho cái thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu để bình ổn giá cho cái mùa xuân năm nay và không tăng, đảm bảo là không tăng giá cho người tiêu dùng, và thực hiện những cái chương trình kích cầu giảm giá để giữ vững cái sản lượng để cung ứng ra thị trường. Năm nay là một năm là một cái nền kinh tế nước nhà mình cũng khá là khó khăn, và cũng là góp phần hỗ trợ bà con mình sử dụng cái sản phẩm được xuyên suốt, thì bên em có ra cái túi nhỏ 200 gram là nhằm ổn định giá cho bà con mình có thể là sử dụng xuyên suốt, không có bị ngắt quãng. Hiện nay, Sở Công Thương Long An đã triển khai đến các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định, khuyến khích doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và kết nối các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên thương mại điện tử. Nguồn hàng hóa phục vụ Tết năm nay thì khá là dồi dào. Thì các doanh nghiệp thương mại đã dự trữ trên 1.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. Tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng rất là lớn trong cái cơ cấu hàng phục vụ Tết năm nay, trên 90%. Và đặc biệt là những cái sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An. Sở Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng trước những thông tin thị trường khi chọn mua sản phẩm, đồng thời khuyến khích người dân kịp thời thông tin phản ánh về Sở Công Thương và lực lượng chức năng về những hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh, vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.